Văn Lâm tìm phong độ tốt nhất ở tuổi 29, thủ môn tuyển Việt Nam quay lại V-League 2022 ở tuổi 29. Với hy vọng tìm lại phong độ trong màu áo câu lạc bộ lẫn ở tuyển quốc gia, còn 3 tháng nữa là đến AFF Cup 2022. Tôi đang cố gắng duy trì phong độ lẫn sức khỏe để cạnh tranh vị trí ở đội tuyển. Ở tuổi 29, tôi đứng trước cơ hội có phong độ cao nhất trong sự nghiệp và dành nó cho tuyển Việt Nam. Văn Lâm trả lời phỏng vấn trước buổi tập sáng 24 tháng 9, thủ môn Việt Kiều thừa nhận. Thời gian qua tôi đã cố gắng nhưng chưa có phong độ cao nhất, Văn Lâm thường xuyên tập luyện và giữ cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, anh không tránh khỏi bị mắc Covid-19 khi mới trở lại Việt Nam hồi tháng 8, thủ môn sinh năm 1993 cẩn thận đeo khẩu trang. Trước khi bước vào buổi trả lời phỏng vấn, Văn Lâm rất ngại nếu bị mắc bệnh một lần nữa. Các cầu thủ khác cũng được yêu cầu hạn chế tiếp xúc người lạ. Trong đội, Lương Xuân Trường là cầu thủ duy nhất đang phải điều trị COVID-19. Văn Lâm muốn có sức khỏe tốt để chuẩn bị cho trận gặp Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9 trên sân Thống Nhất. Anh nói, bầu không khí trước và sau các trận đấu đều rất tốt. Một trận đấu 90 phút, tôi phải tập trung, có những khó khăn mà chỉ thủ môn hoặc người có chuyên môn mới hiểu. Ở câu lạc bộ và đội tuyển sử dụng những sơ đồ khác nhau, nhưng tôi cố gắng làm theo yêu cầu của huấn luyện viên trưởng Miễn Sao là thi đấu tốt nhất. Văn Lâm trả lời về khác biệt chiến thuật ở hai cấp độ trong màu áo câu lạc bộ Bình Định và tuyển Việt Nam. Thủ môn Việt Kiều chia sẻ khá ít thông tin và khó có thể đưa ra một câu tiếng Việt hoàn chỉnh trong buổi phỏng vấn. Anh từ chối nói về quyết định trở lại Việt Nam thay vì sang châu Âu thi đấu, Văn Lâm đang có nhiều lợi thế trong cuộc đua vị trí số 1 ở tuyển Việt Nam. Trong đợt tập trung này, ông Park gọi thủ môn Trần Nguyên Mạnh và Phạm Văn Toản. Văn Lâm đã bắt chính ở trận thắng Singapore 4-0 nên có thể sẽ được cất trên ghế dự bị trong trận gặp Ấn Độ. Trận giao hữu thuộc giải quốc tế 2022 sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 27 tháng 9. Trước đó vào tối 24 tháng 9, Singapore và Ấn Độ sẽ thi đấu với nhau trên sân thống nhất vào lúc 19 giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.